Chào các bạn, mùa đông đang đến gần và trong cái thời tiết giao mùa này, bọn phòng so bọn mình gần đây gặp rất nhiều ca bị loét dạ dày, loét hành tá tràng. Căn bệnh này thì không còn mới nữa, thế nhưng có những cái đặc điểm mà mình cảm thấy rất là lo ngại, tức là các triệu chứng nó không rầm rộ và khá là nhiều trường hợp những ổ loét hành tá tràng rất là sâu và có nhiều trường hợp bọn mình biết đến viện và phát hiện bệnh ra khi nó ở giai đoạn biến chứng. Là biến chứng rất là nguy hiểm của loét dạ dày, loét hành tá tràng, đó là thủng, đó là xuất huyết chảy máu, và những biến chứng xa hơn nữa đó là hẹp môn vị gây hẹp hành tá tràng. Hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn về căn bệnh loét dạ dày, loét hành tá tràng này. Xin mời các bạn. Loét dạ dày hành tá tràng là các tổn thương ăn qua lớp niêm mạc, xuống dưới lớp niêm mạc, và nguyên nhân thường do sự mất cân bằng giữa các yếu tố bảo vệ và các yếu tố tấn công. Bình thường, khi chúng ta ăn, thức ăn được nuốt qua họng, vào thực quản và xuống dạ dày. Nó sẽ kích thích dạ dày của chúng ta bài tiết rất nhiều dịch axit và các cái dịch tiêu hóa thức ăn, trong đó quan trọng nhất là axit chlorhydric và pepsin, cũng như là các chất phân hủy mỡ là lipase. Các chất này do các cái tế bào của thành dạ dày tiết ra, đặc biệt là acid chlorhydric, nó sẽ giúp cho chúng ta phân hủy được các thức ăn. Mặc dù nó có thể tiêu hủy rất là nhiều thức ăn, nhưng acid chlorhydric không hề gây hại dạ dày vì chúng ta có một lớp màng nhầy bảo vệ ở trên bề mặt của dạ dày. Nó ngăn cho acid của dạ dày không tiếp xúc với niêm mạc dạ dày. Và khi một yếu tố gây bệnh nào đó sẽ làm cho lớp màng nhầy này bị phá hủy, thì dịch axit của dạ dày nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc của dạ dày và nó sẽ gây phá hủy niêm mạc dạ dày, tạo ra các ổ loét ở dạ dày. Và cơ chế tương tự như vậy sẽ xảy ra ở hành tá tràng, sẽ tạo ra các ổ loét ở hành tá tràng. Bình thường, lớp bảo vệ ở dạ dày thì bao gồm có chất nhầy và thành phần là bicarbonate, nó sẽ giúp chúng ta trung hòa được axit của dạ dày. Các cái lớp bảo vệ này được sản xuất bởi niêm mạc của dạ dày. Nó sẽ bị phá hủy bởi các cái thuốc như là các thuốc chống viêm steroid hoặc là các thuốc chống viêm không steroid như là aspirin, ibuprofen, piroxicam và đặc biệt là vi khuẩn HP. Ngoài ra thì các yếu tố làm tăng tiết dịch axit ở dạ dày cũng gây ra loét hóa niêm mạc ở dạ dày. Các yếu tố làm tăng tiết dịch axit có thể kể đến đó là các cái căng thẳng, những cái stress, hay là những trường hợp dùng rượu bia nhiều, hoặc là những trường hợp dùng caffeine. Đây là cái chất nó cũng kích thích làm tăng tiết dịch axit ở dạ dày. Ngoài ra thì hút thuốc, ăn những cái đồ chua, đồ cay cũng sẽ gây ra loét dạ dày. Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây loét dạ dày, loét hành tá tràng đó chính là nhiễm khuẩn HP. Trên thế giới, tỷ lệ nhiễm HP rất cao, chiếm khoảng 50%. Ở nước ta, tỷ lệ còn cao hơn, chiếm tới 60-80% dân số. Dịch axit ở dạ dày có thể phá hủy và tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, nhưng riêng vi khuẩn HP là một ngoại lệ. Vi khuẩn HP có khả năng tiết ra một enzyme là urease, nó giúp phân hủy ure thành amoniac. Đây là một chất kiềm tính giúp bảo vệ cho vi khuẩn HP sống trong môi trường axit. Ngoài ra, vi khuẩn này có những tiêm mao, nó giúp cho vi khuẩn dễ dàng di chuyển qua lớp axit của dạ dày vào xuyên qua lớp màng nhầy vào định cư ở lớp niêm mạc ở vùng hang vị dạ dày. Sau khi xâm nhập qua lớp màng nhầy, nó sẽ rất dễ dàng bám dính vào niêm mạc ở dạ dày ở vùng hang vị do nó có yếu tố bám dính. Và tại đây thì nó tiếp tục phát triển, tiết ra các cái chất độc tố, cả nội độc tố và ngoại độc tố, làm phá hủy cái lớp màng nhầy bảo vệ dạ dày. Ngoài ra, các cái độc tố do nó tiết ra còn phá hủy các tế bào ở dạ dày. Nó sẽ giúp cho các cái dịch axit ở dạ dày cũng như là các cái enzyme tiêu hóa thức ăn ở dạ dày, nó tiêu hóa chính cái niêm mạc của dạ dày, gây ra các ổ loét. Tương tự như vậy cũng xảy ra ở các ổ loét ở hành tá tràng. Một nguyên nhân rất thường gặp khác gây loét dạ dày, loét hành tá tràng đó chính là các thuốc chống viêm không steroid như là aspirin, diclofenac, piroxicam. Các thuốc này hay sự chỉ định điều trị trong các trường hợp mà viêm xương khớp, thoái hóa xương khớp, đau xương khớp, hay là các thuốc chống viêm steroid chính là corticoid như là meron, dexamethasone, prednisolone. Các thuốc này điều trị trong các bệnh lý tự miễn, các bệnh lý về rối loạn miễn dịch. Các thuốc này nó sẽ làm giảm
và làm phá hủy cái lớp màng nhầy bảo vệ dạ dày. Nó sẽ tạo điều kiện cho các dịch axit ở dạ dày cũng như các enzyme tiêu hóa, nó sẽ phá hủy chính niêm mạc dạ dày gây tổn thương loét hóa. Một nguyên nhân nữa rất hay gây loét dạ dày, loét hành dạ tràng đó chính là những cái căng thẳng, những cái stress về tâm lý. Chúng ta biết rằng cuộc sống hiện đại này thì rất nhiều áp lực, rất nhiều căng thẳng, rất nhiều stress và rất nhiều những cái lo toan. Đây cũng chính là những yếu tố nó sẽ làm kích thích dạ dày, tăng tiết dịch axit và thúc đẩy các ổ loét ở dạ dày. Và cũng cần nhấn mạnh với các bạn rằng chúng tôi gặp những trường hợp cháu nhỏ 5-6 tuổi cũng gặp, và những cháu mặc dù rất là nhỏ mà đã có những cái ổ loét ở hành tá tràng rất là sâu, rất là ghê gớm. Và khi mà hồi cứu lại thì mới biết rằng cháu bị những cái áp lực, những cái kỳ vọng rất là lớn từ bố mẹ, từ thầy cô ở nhà trường, và có lẽ là cả một cái kỳ vọng rất là lớn của xã hội, thành ra là trẻ con bây giờ cũng chịu rất là nhiều áp lực. Đây cũng là một điều rất đáng báo động. Ngoài ra còn có nhóm nguyên nhân gây ra viêm loét dạ dày, loét hành dạ tràng, đó chính là những cái đồ ăn, những cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày, như là những cái đồ chua như là chanh, cam, dứa, nho, rồi những cái đồ cay như là ớt, hạt tiêu, sa tế, rồi những cái đồ rượu, bia, những cái chất kích thích như là cà phê. Đây là những chất nó sẽ làm kích thích dạ dày, tăng tiết dịch axit và nó sẽ gây loét dạ dày, loét hành dạ tràng. Chúng tôi cũng nhấn mạnh với các bạn rằng hút thuốc lá là một cái yếu tố cũng sẽ làm suy giảm những cái lớp màng nhầy bảo vệ của dạ dày, và những người mà hút thuốc lá cũng tỷ lệ bị loét dạ dày, loét hành dạ tràng cũng cao hơn. Triệu chứng của loét dạ dày, loét hành dạ tràng thường đa dạng và không đặc hiệu. Nó sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân, từng cá thể. Nhưng triệu chứng hay gặp nhất đó là đau bụng. Vị trí đau bụng có thể là vùng trên rốn ở vùng thượng vị, có thể là vùng quanh rốn, đôi khi nó lệch sang phải hoặc lệch sang trái. Tính chất đau cũng thay đổi tùy thuộc vào vị trí của ổ loét. Nó có thể là đau dữ dội, đau từng cơn với những trường hợp là loét cấp ở dạ dày, hay những trường hợp là đau âm ỉ, đau có tính chất chu kỳ với những trường hợp là loét ở hành dạ tràng. Đặc biệt là cái tính chất đau nó cũng sẽ thay đổi theo bữa ăn. Những trường hợp loét ở dạ dày thì ăn những đồ ăn vào nó có thể kích thích, và nhất là với những cái ổ loét ở vùng môn vị, tiền môn vị, hay là loét ở hành dạ tràng nó gây hẹp môn vị, thì khi ăn vào nó sẽ làm tăng sự co bóp, tăng sự ứ động ở dạ dày, nó sẽ gây ra cái triệu chứng đau và buồn nôn, nôn rất là nhiều. Với những ổ loét ở hành dạ tràng, ở tá tràng thì khi chúng ta ăn hoặc chúng ta uống thì cái dịch này nó sẽ trung hòa bớt dịch axit, có thể cái cảm giác đau nó sẽ dịu đi và đỡ đi. Cũng cần nhấn mạnh với các bạn rằng có nhiều trường hợp, theo thống kê có thể trên 15% các trường hợp có những ổ loét ở dạ dày, loét ở hành dạ tràng câm, tức là nó không hề có triệu chứng trên lâm sàng, và tình cờ khám phát hiện ra, và đôi khi có những tình huống nguy hiểm đến viện cấp cứu vì những cái triệu chứng của biến chứng như là nôn ra máu hoặc là đi ngoài phân đen, hoặc là nhiều trường hợp là đau bụng dữ dội, đau bụng mà đột ngột xảy ra sau những ăn uống và co cứng cả bụng như một khúc gỗ, thường là do những trường hợp loét dạ dày, loét hành dạ tràng lâu ngày nó gây ra biến chứng thùng. Ngoài ra có những cái triệu chứng mơ hồ và không đặc hiệu khác của loét dạ dày, loét hành dạ tràng như là đầy bụng, khó tiêu, hay là ợ hơi, ợ chua, rồi nhiều người cảm giác như là xót ruột hoặc là như là nóng rát dâm gian ở vùng thượng vị. Loét dạ dày, loét hành dạ tràng nó không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Một trong những biến chứng hay gặp nhất đó chính là xuất huyết tiêu hóa. Khi ổ loét ăn xuyên qua lớp niêm mạc, qua lớp dưới niêm mạc vào các mạch máu, nó có thể gây chảy máu và gây xuất huyết ồ ạt. Trên nền một người bệnh đau âm ỉ ở vùng thượng vị và có thể là có những triệu chứng của tiêu hóa như là đầy bụng, khó tiêu hay là nôn, buồn nôn, sau đó xuất hiện nôn ồ ạt ra máu, hoặc là đi ngoài phân đen, hoặc là những cái biểu hiện toàn trạng rất là nguy hiểm như da niêm mạc nhợt nhạt, vã mồ hôi, tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp không đo được, thì đây là những dấu hiệu rất nguy hiểm của tình trạng sốc mất máu. Một biến chứng nguy hiểm thứ hai đó là thủng những ổ loét dạ dày, loét hành dạ tràng. Trên nền một cái bệnh cảnh loét dạ dày lâu ngày không điều trị hoặc là không phát hiện, đặc biệt nguy hiểm với những cái ổ loét câm không có triệu chứng, người bệnh đột ngột xuất hiện đau bụng dữ dội, đau như dao đâm vào, người bệnh co cứng hết cả thành bụng, thở cũng đau, và những trường hợp này nếu không phát hiện sớm, không mổ cấp cứu kịp thời vì các cái lỗ thủng ở đường tiêu hóa sẽ gây xỉ các cái dịch ở dạ dày, các cái dịch tiêu hóa ra ngoài khoang phúc mạc, gây viêm phúc mạc và có thể gây nguy hiểm tính mạng người bệnh. Một biến chứng nữa, biến chứng xa và
có thể gặp phải đó là những cái ổ loét ở dạ dày sát lỗ mụn vị, hoặc đặc biệt là những cái ổ loét ở hành tá tràng sát mụn vị. Khi mà loét nó liền sẹo, nó gây co kéo và nó có thể gây hẹp lỗ mụn vị hoặc là hẹp hành tá tràng hoặc hẹp tá tràng. Khi đó chúng ta ăn vào thức ăn nó chỉ xuống dạ dày và nó không thể xuống được ruột non nữa, và nó sẽ gây ứ động ở dạ dày. Người bệnh sẽ rất hay bị đau bụng, rồi đặc biệt là cái triệu chứng mà nôn sau ăn, và sẽ tình trạng gầy yếu suy kiệt rất là rõ do thức ăn không xuống được ruột non, cơ thể người bệnh không hấp thu được các chất dinh dưỡng. Một biến chứng nữa mà chúng tôi muốn kể tới đó là những trường hợp loét ở dạ dày nó có nguy cơ ung thư. Chính vì vậy mà tất cả các trường hợp loét ở dạ dày đều cần phải sinh thiết làm giải phẫu bệnh để loại trừ cái bệnh lý loét ác tính ở dạ dày. Với những ổ loét ở hành tá tràng thì không gặp cái nguy cơ ung thư, bởi vì tỷ lệ ung thư do loét hành tá tràng rất là hiếm. Để chẩn đoán loét dạ dày, loét hành tá tràng thì cái phương tiện hữu ích nhất và quan trọng nhất với chúng ta đó chính là nội soi dạ dày, nội soi hành tá tràng. Nội soi dạ dày là phương pháp tối ưu, không còn phương pháp nào vượt qua nó được. Vì qua nội soi chúng ta sẽ biết được chính xác, trực tiếp có loét hay không có loét, vị trí loét ở dạ dày hay loét ở hành tá tràng, số lượng ổ loét cũng như các đặc điểm của ổ loét để chúng ta dự đoán được cái mức độ ác tính cũng như mức độ nguy hiểm cũng như là các cái biến chứng có thể xảy ra của ổ loét. Ngoài ra thì cũng qua thủ thuật nội soi chúng ta có thể sinh thiết để chúng ta chẩn đoán xem cái ổ loét ở dạ dày là loét lành tính hay loét ác tính. Hay thì là chúng ta sẽ sinh thiết với những trường hợp có viêm ở dạ dày, có loét ở dạ dày, có loét ở hành tá tràng mà chúng ta nghi ngờ nhiễm HP. Cũng cần nhấn mạnh với các bạn rằng trước đây thì cái tỷ lệ nhiễm HP trong loét hành tá tràng gần như là rất là cao, đến tận hơn 99%. Đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ này nó thấp hơn, nhưng mà vẫn ở mức cao ở khoảng 60-80% các trường hợp mà loét hành tá tràng có sự hiện diện, có sự nhiễm khuẩn HP. Chính vì vậy mà cái có loét dạ dày, loét hành tá tràng thì sinh thiết tìm HP hay hoặc là tìm HP qua một cái phương pháp nào khác là bắt buộc chúng ta phải thực hiện. Và nội soi đặc biệt quan trọng để chúng ta can thiệp các cái trường hợp cấp cứu, nhất là những trường hợp mà chảy máu ở đường tiêu hóa thì chúng ta có thể là kẹp clip cầm máu hoặc là chúng ta tiêm cầm máu. Đây là những cái can thiệp cực kỳ tiến bộ, cực kỳ nhiều ưu việt mà không thể một phương pháp nào khác có thể cho ra kết quả tương tự như vậy. Để điều trị loét dạ dày, loét hành tá tràng thì điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là chúng ta phải loại bỏ cái tác dụng mà gây bệnh nguy hiểm của acid chlorhydric bằng cách là chúng ta sử dụng các thuốc kháng acid, và có thể là chúng ta sử dụng các thuốc kháng thụ thể H2, và hiện tại thì ưu việt hơn cả và hay sử dụng hơn cả đó là các thuốc ức chế bơm proton. Các thế hệ thuốc ức chế bơm proton hiện có như là omeprazole, rabeprazole, pantoprazole, esomeprazole. Thì các thuốc này chúng ta dùng tốt nhất vào trước buổi ăn sáng và trước bữa ăn tối. Có thể là chúng ta sử dụng trước bữa ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Và trong bữa ăn thì chúng ta nên dùng thêm những chất đạm như là các loại thịt để nó đạt được cái hiệu quả hấp thu thuốc tốt nhất. Ngoài ra thì các cái thuốc mà bao bọc niêm mạc dạ dày nó sẽ tạo thành một cái màng bám láng trên bề mặt của niêm mạc dạ dày, nó thay cho cái lớp màng nhầy bảo vệ. Nó cũng giúp ích cho rất nhiều cho các trường hợp mà bị loét dạ dày, loét hành tá tràng. Các cái chế phẩm như là sucralfate hay là gastropungit hay là gaviscon, đây là những cái thuốc mà đã tạo được thương hiệu trên thị trường. Cũng cần nhấn mạnh rằng chúng ta phải cố gắng tìm được nguyên nhân để chúng ta điều trị tận gốc cái nguyên nhân. Ví dụ như là nếu người bệnh loét dạ dày, loét hành tá tràng thì việc điều trị diệt HP là bắt buộc. Trước đây khi mà chúng ta chưa phát hiện ra vai trò gây bệnh của vi khuẩn HP thì các cái ổ loét dạ dày, loét hành tá tràng rất dễ tái phát. Sau này khi chúng ta điều trị triệt để nhiễm HP thì cái tỷ lệ tái phát nó giảm đi rất là nhiều. Hay những trường hợp mà loét dạ dày, loét hành tá tràng do những cái thói quen không tốt như là uống rượu bia nhiều hay ăn những cái đồ chua, đồ cay, hay là thậm chí là những cái chất kích thích khác như là thuốc lá, cà phê, thì nếu chúng ta không từ bỏ được những cái thói quen không tốt đó thì chúng ta rất dễ bị loét lại và rất dễ bị tái phát. Một trong những cái khó khăn trong điều trị loét dạ dày, loét hành tá tràng nói chung và các bệnh lý khác nói riêng đó là những cái căng thẳng, những cái stress. Đây là một cái vấn đề rất là nan giải, bởi vì cái chuyện kiểm soát được stress, kiểm soát được những căng thẳng, cân bằng được trong cuộc sống này là vô cùng khó khăn. Với những trường hợp mà loét dạ dày, loét hành tá tràng có biến chứng như là thủng hay là hẹp môn vị, hẹp hành tá tràng, hoặc là những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng các thủ thuật can thiệp. Chúng ta sẽ ưu ái sử dụng nội soi can thiệp
như là tiêm cầm máu hay là kẹp click cầm máu với những trường hợp mà loét dạ dày gây biến chứng chảy máu, loét hành tá tràng gây biến chứng chảy máu, hoặc là chúng ta nong các trường hợp hẹp ở hành tá tràng nếu có chỉ định. Thế còn những trường hợp mà không có chỉ định qua can thiệp qua nội soi tiêu hóa thì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái phương pháp phẫu thuật như là các phương pháp mà cắt đoạn dạ dày hay cắt dây thần kinh 10 chọn lọc hay siêu chọn lọc. Tất nhiên những cái phương pháp này thì ngày nay rất là ít được áp dụng bởi do cái tác dụng rất là tốt của các cái thuốc ức chế tiết axit